Xin chào tất cả mọi người, mình và anh Ngọc đang có mặt tại cái dự án Laguna Bình Châu. Thì sau đây thì anh Ngọc sẽ cùng với mọi người training và review lại cho mọi người cái sa bàn. Nơi cái sa bàn là cái nơi là đặt tại ngay trung tâm của dự án Laguna Bình Châu. Rồi xin mời anh Ngọc và mình sẽ là chi tiết tất cả những cái sản phẩm thể hiện trên cái sa bàn của Laguna Bình Châu nha. Mời các bạn đi theo Ngọc nhé. Rồi anh Ngọc review cho mọi người biết là cái dự án Laguna Bình Châu nó nằm tại đâu và nó cách đường ven biển như thế nào anh Ngọc ha. Rồi mình xin giới thiệu sơ qua là đây là cái khu A của dự án ở Vingdom Grand Laguna Bình Châu. Còn đây là cái khu B, thì hiện tại chúng ta đang mở bán đợt đầu tiên tại khu A, là cái khu dự án này, thì đó là mặt tiền của đường ven biển thuộc xã Bình Châu. Thì hỏi sơ qua anh Ngọc là cái dự án Laguna Bình Châu là tổng diện tích khoảng bao nhiêu và cái chiều dài của cái mặt biển mà Laguna Bình Châu sở hữu là bao nhiêu? Bao nhiêu mét? Tổng cái quy mô của dự án khu A và khu B là 27,5 hecta. Còn riêng cái khu A là 10,1 ha. Mặt sở hữu riêng cái dự án Laguna Bình Châu thì sở hữu cái mặt tiền biển là 800 mét là mặt tiền biển. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái rừng đước và rừng nguyên sinh ở đây phải không? Yeah. Gọi là nằm trong cái khu bao của dự án thì lên đến cả gần 100 hecta phải không? Dạ, riêng cái khu rừng đước nguyên sinh đó, hiện tại là chúng ta sẽ liền kề cái khu rừng đước này là 15 hecta. Thì trong cái khu rừng đước này có những cái cây đước lên đến cái độ tuổi là 100 năm tuổi á, nên là cái việc mà cái không khí, điều hòa không khí ở đây nó rất là tốt khi mà chúng ta sở hữu cái căn biệt thự ở đây. Yeah. Rồi, anh Ngọc đi vào chi tiết thì hiện tại cái khu A đang bán thì gồm những loại diện tích nào và cái thời hạn sở hữu của cái dự án này là như thế nào thì anh Ngọc chia sẻ cho mọi người. Dạ. Yeah. Riêng khu A thì biệt thự khu A thì chúng ta sẽ là sở hữu lâu dài. Và hiện tại là cái đợt 1 chúng ta sẽ mở bán là shop villa và biệt thự. Thì shop villa là những căn nào vậy anh? Đây là cái khu shop villa của chúng ta nè. Đây là shop villa mặt tiền đường ven biển. Còn một cái dãy này là mở bán đợt sau là cũng là shop villa. Ngoài ra thì nguyên cái khu đây á là biệt thự thì Bắc Villa phòng Ánh Ngọc. Dạ. Khu bên này là Bắc Villa, còn khu bên này là Rimmer Villa. Dạ. Thì hiện tại á là cái shop villa này hiện tại là nó đang rất là hot và hiện tại là đã bán hết rồi. Cái dãy bên này là bán hết rồi, cái dãy bên này cũng bán hết. Chúng ta chỉ còn đang cho booking là cái vị trí shop villa ở đây. Với lại là một số căn ở đây thì chúng ta đã bán được 34 căn rồi. Còn là đợt 1 là chúng ta sẽ mở bán 48 căn, mà hiện tại là bán 34 căn. Nên là còn lại một số căn ở đây. Dạ. Yeah. Và cái diện tích shop villa ở đây là ngang là 10 m và dài là 25,2 m. Chúng ta sẽ có 3 tầng. Về cái việc mà shop villa thì chúng ta mặt bằng tầng 1 và tầng 2 á thì là chúng ta sẽ để tiện ích để cho kinh doanh. Còn cái tầng thứ 3 thì chúng ta sẽ thiết kế theo cái dạng là hai phòng ngủ và cái shop villa có hai phòng ngủ và 4 cái toilet để cho vừa có thể kinh doanh và vừa có thể là kết hợp để ở nghỉ dưỡng. Còn những cái căn villa ở phía trong này á, thì cũng là 3 tầng và diện tích có hai loại diện tích, đó là diện tích ngang 10 và dài là 25. Và cái diện tích thứ hai đó là ngang 12 dài 25 với lại ngang 12 dài 30. Thì chúng ta có hai cái villa có hai cái diện tích đó. Diện tích của villa thì diện tích nhỏ nhất của một căn villa ở đây là 252 mét vuông là diện tích đất nha. Và diện tích lớn nhất là 360. Nên cái diện tích một villa ở đây nó rộng hơn rất là nhiều so với những cái dự án khác. Ở đây thì mình thiết kế một trệt hai lầu phải không? Và một trệt ba lầu anh. Một trệt hai lầu. Dạ đúng. Và có hồ bơi bên trong khuôn viên phải không anh Ngọc? Dạ đúng rồi. Tất cả những cái căn biệt thự ở đây đều có cái hồ bơi riêng của từng căn nhé. Và cái khu E và cái khu F là có cái hồ bơi rộng nhất và cái diện tích đất nó là lớn lớn hơn những cái phân khu khác.
Biệt thự ở đây là 10 x 25 là biệt thự song lập, nhưng mà nó thiết kế cũng giống như là đơn lập, bởi vì là chỉ có một bên là giáp tường bên hông thôi, còn lại là gần như ba mặt đều thoáng, phải không? Đúng rồi anh. Dạ. Rồi anh Ngọc có thể là đây là toàn bộ của khu A, thì mình sẽ cái dọc trục đường ven biển gọi là shop villa, phải không? Dạ. Và trục đường gọi là đi thẳng nhìn ra biển, chạy dạ. ra biển luôn, và cũng là shop villa luôn. Còn bên trong này là sẽ là Bắc Villa, và ở đây là Premier, phải không? Dạ đúng rồi. Premier Villa. Thì anh Ngọc có thể là review cho mọi người biết những cái tiện ích trong cái combo của cái khu phân khu A này được không? Riêng cái phân khu A ở đây chúng ta có cái điểm nổi bật, đó là nhà điều hành của Vinhomes Grand ở đây. Ừ. Chúng ta sẽ có những cái tiện ích giống như là cà phê nè, bar, rồi những cái khu điều hành ở đây. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái tiện ích như là nhà hàng gỗ. Nguyệt chi tiết hơn cái bằng cái phân khu và những cái tiện ích ở bên cái khu A này. Cái khu đây á, là cái khu mà sẽ tập trung ở đây sẽ có là trung tâm y tế hoặc là bệnh viện á, với lại là trường học, với lại là khu thể dục thể thao của cái dự án dành cho cư dân ở đây. Còn cái khu này là 15 hecta rừng nước nguyên sinh. Sau này chúng ta sẽ có một cái khu spa để cho cư dân ở đây nghỉ dưỡng, rồi có thể là ra mình detox spa, phải không? Đúng rồi. Giải nhiệt cơ thể hoặc là mình spa là mình nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tại đó. Dạ. Ngoài ra mình có một cái bãi đỗ xe rất là lớn dành cho tất cả những cái khu cư dân của hai phân khu, phòng Ánh Ngọc. Dạ đúng rồi anh. Với lại ngoài ra thì hiện tại cái đường nước này mình đã có những cái đường đi để len lỏi vào cái khu này, chút xíu chúng ta sẽ đi tham quan cái khu vực bên này. Dạ. Đối với Laguna Bình Châu gọi là một cái căn nhà gọi là sở hữu second home, phong Ánh Nguyệt, thì điều đặc biệt ở đây á, thì đối với phân khu này á, là Wyndham là không trực tiếp quản lý, nhưng mà mình sở hữu ở phân khu A này thì mình được là sử dụng tất cả những cái tiện ích của phân khu B là do Wyndham Grand quản lý. Và điều đặc biệt ở đây thì khi cư dân sở hữu nó giống như là một căn nhà riêng, là có thể là mang xe hơi vào tận nhà luôn, và được phục vụ tất cả những cái tiện ích của Wyndham, là có thể là đưa những cái thức ăn vào tới tận căn nhà của mình, hoặc là những cái dịch vụ khép kín trong cái combo này, phải không? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì chủ đầu tư đã ký với lại cái bên đơn vị nhà hàng Ngọc Sương á, thì sắp tới thì chắc khoảng đầu quý 3 thì có thể là sẽ vận hành cái khu mà nhà hàng ven biển ở đây, tức là nhà hàng sát biển ở đây, thì lát chúng ta sẽ đi tham quan cái nhà hàng này. Còn đây cũng là những cái nhà hàng ở đây sắp tới, là ví dụ như là khi mà bàn giao rồi thì cư dân ở đây có thể là có những cái nhà hàng Ngọc Sương sẽ phục vụ cho cư dân khi mà họ đến đây. Rồi, đây là trục đường chính cụ thể đi thẳng ra biển, thì với cái phân khu A này thì cách biển khoảng là 500m. Dạ, đúng rồi. Ánh Ngọc chi tiết sơ qua về cái phân khu B á, và từ phân khu B thì có những cái tiện ích gì sát bờ biển, là có những cái nhà hàng hay là những cái khách hàng condotel phục vụ như thế nào? Dạ, riêng cái khu B ở đây á, thì là có cái ngoài cái 114 cái căn biệt thự là view hồ view sông á, với lại trực diện biển, thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có là một cái tòa này là condotel. Thì là cái số tầng là 22 tầng, và dự kiến là sẽ cung cấp ra thị trường là 280 căn hộ. Còn đây là cái khu khách sạn mà để phục vụ cho cái việc mà vui chơi giải trí, hoặc là những cái tiện ích để cho Vinhomes Grand vận hành á, thì cái tòa ở đây là 18 tầng, và sắp tới thì dự kiến là khoảng 250 khách sạn cao cấp, không? Dạ đúng rồi, theo cái tiêu chuẩn 5 sao của Vinhomes. Dạ. Thì ở đây á, khi mà chúng ta mua cái khu A này á, thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng những cái tiện ích ở đây, thì chúng ta có thể là sử dụng được tất cả những cái tiện ích ở tại khu B này luôn.